Echo. Hey, buddy. Payment. Check this out. Cái này tuyệt lắm. Là của cậu à? Là của cha Adam. Nhưng ông ấy không còn dùng nữa. Là Adam đấy. Cậu ấy muốn trực tiếp hơn bất cứ điều gì. Sách ta và cậu chủ có cùng giấc mơ mới. Tuyệt làm sao? Họ cần một đội. Có lẽ chúng ta có thể giúp. Này, chúng ta phải về nhà để ăn giáng sinh chứ. Không có thời gian đâu. Cậu biết mà đôi khi giúp kẻ khác cũng là giúp mình. Thì sự nội lực giống như Thánh Đề Đình nói, đích đến là tại tầng 3. Ai đồng ý thì nói tớ. Được rồi, tiếp tục vậy. Sáng mai chúng ta sẽ nói các bạn. Nhìn thứ này đi. Có thương đến kìa. Cảm ơn các cậu tuyệt quá. Chỉ có một điều, chúng tớ phải cần có ai đó huấn luyện. Ngay cha mẹ cậu đâu, họ dạy chúng tớ được mà. Cha mẹ tớ, họ qua đời rồi. Xin lỗi, Satan. Nhưng phải có một ai đó. Đi nào các cậu. Để làm cho mấy tự hào. Nhưng cháu còn nhỏ lắm, lớn lên phải trở lại. Cha cháu luôn nói, trong một cuộc đua không phải kích cỡ của cháu, mà là tập thể quyết định chiến thắng. Đó là một trong những bài học ta được dạy cha cháu. Ta nhớ cha cháu rất nhiều. Bổn phận của ta là vượt qua truyền thống. Những chú chó dẫn đầu Alaska. Vậy là ông đã đồng ý giúp hả? Là niềm vinh dự của bạn. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Nhiều thứ để học. Hãy lắng nghe các bước chân của. Hãy đồng điệu với nhau. Khi nghe một bước cùng lúc là các cháu đã đồng điệu rồi. Tên trưởng chó dẫn đầu. Nhìn cậu ấy chạy kìa. Cậu nào to khỏe nhất đứng đằng sau. Đó là bóng nhỏ và lắm lèn. Cậu nói cái gì to nhất thôi mà. Cậu nào nhanh nhất đứng giữa. Đó là đi đâu. Cậu nói đúng. Cái đẹp trai nhanh nhẹ và dũng cảm nữa. Định hướng cùng với tớ. Vì con gái không ngại hỏi đường mà. Nhớ đấy, đồng điệu. Vì làm chỉ một con chó vậy. Khi nào ôi trời, tớ đói quá.